Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, không biết là hiện tại thì các bạn đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị chưa nhỉ? Nếu mà các bạn vào đây rồi thì các em có thể gửi lời chào đến chị nhé. Như chúng ta đã biết thì ngày hôm nay chính là ngày thứ 3 của chiến dịch tiếp cận Văn Chín rồi. Vậy là chị em chúng mình chỉ còn một buổi nữa thôi, đó chính là buổi tối ngày mai. Thế là chúng ta đã kết thúc chiến dịch rồi đấy. Nhanh không? Có thấy nhanh không hả các em? Rồi, những bạn đầu tiên ở đây chị đã thấy rồi này. Xin chào Nhi Ngọc, xin chào Thương Su. Rồi, các bạn để lại comment cho chị biết nhá. Không biết là hai ngày vừa qua thì các bạn cảm thấy như thế nào? Có hình dung ra được một chút gì đó về chương trình ngữ văn lớp 9 không? Có cảm thấy là chương trình ngữ văn lớp 9 sao mà nó lại dài như thế? Sao mà nó lại khó nhớ như thế không? Chia sẻ với chị nhá. Ok, những cái giây phút đầu giờ thì các em hãy tang bạn bè của mình vào đây để cùng học với chị nhá. Rồi, xin chào Gia Hân, xin chào Diệp Diệp. Bạn Rose Annie à? Park đúng không? Không biết là chị có đọc đúng không đây. Mivi, rồi. Vào học thôi nào. Nhớ giờ không? Nhớ giờ vào học không? Nhanh chóng nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Các em ơi, nhanh chóng tan bạn bè của mình vào đây nào. Không biết là ở nhà các bạn hiện tại thì có đang mưa không, nhưng mà ở chỗ chị thì nó mưa một tiếng đồng hồ rồi, đến bây giờ thì vẫn đang lất phất mưa. Cảm thấy là nó thời tiết nó cũng khá là mát mẻ, đúng không? Tâm trạng cũng khá là vui. Và chị luôn muốn, rất là mong chờ đến những cái giây phút để có thể lên đây gặp các bạn và chia sẻ kiến thức cho các bạn. Không biết là hiện tại thì các bạn đã vào đủ chưa? Hiện tại chị mới thấy có 24 bạn thôi này. Các em làm sao mà gọi bạn bè của mình vào đông hơn nhá. Sau đó thì chúng ta mới học. Và ngày hôm nay thì nội dung kiến thức của chúng ta sẽ xoay quanh văn bản Cảnh Ngày Xuân. Và Cảnh Ngày Xuân là một đoạn trích trong truyện Kiều của nhà thơ Nguyễn Du. Đó nhá. Đó, thế thì ba đoạn trích truyện Kiều chị em mình đã cùng nhau đi được đoạn trích gì ạ? Chị em Thúy Kiều rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi nói về Cảnh Ngày Xuân. Và buổi ngày mai là buổi học cuối cùng thì chúng ta sẽ đi nói về Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Thế thì đấy chính là những văn bản trung đại mà được coi như là trọng tâm đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Đấy cũng là một văn bản trọng tâm nhưng mà sẽ không học ở trong chiến dịch này. Nhá, ở trong chiến dịch này thì chị sẽ không nói về Hoàng Lê Nhất Thống Chí, mà chị sẽ tập trung vào chuyện Người Con Gái Nam Xương, rồi chuyện Kiều. Ok chưa? À, em mới nhận được quyển Đại Dương Văn Học rồi hả? Siêu xinh luôn. Rồi, chị cảm ơn Kim Anh nhá. Bởi vì quyển Đại Dương Văn Học là một quyển mà phục vụ cho các bạn lớp 9 ôn thi vào 10. Và quyển ấy chính là cái quyển dẫn chứng giúp cho các em có nhiều cái liên hệ mở rộng hơn trong bài viết của mình nhá. Ok. Bắt đầu học được chưa? Bắt đầu học được chưa nào? Thế thì ngày hôm nay thì các bạn đã có sách giáo khoa chưa ạ? Có sách giáo khoa chưa? Nếu mà cứ ít bạn học á, ít bạn mà vào học thì chắc là chị sẽ không tặng được cái phần ghi chép này đâu. Giống như buổi hôm qua thì chúng mình rất là hăng hái đúng không? Chúng mình rất là hăng hái thì cho nên là chị đã tặng các bạn cái phần ghi chép, cái phần take note của về chị em Thúy Kiều. Và chị đã đăng công khai lên trên nhóm rồi. Vậy thì ngày hôm nay mà muốn chị lại đăng tiếp văn bản Cảnh Ngày Xuân này, ghi chép Cảnh Ngày Xuân ra sao, có những hình ảnh trọng tâm nào cần phải chú ý thì các em cũng phải tập trung vào đây học với chị nhá. Đó. Rồi, thế thì mở chị sách giáo khoa văn bản Cảnh Ngày Xuân nào. Trang số 84. Trang số 84. Đây. Nào, Cảnh Ngày Xuân là một văn bản mà nó sẽ ngắn hơn. Nó sẽ ngắn hơn văn bản chị em Thúy Kiều đấy. Tuy nhiên là ở đây thì có rất nhiều hình ảnh hay để các bạn có thể khai thác nhá. Đó. Rồi, thế thì nhìn vào đây, chị sẽ đọc một lượt văn bản Cảnh Ngày Xuân cho các bạn. Đối với những bạn học sinh mà chưa có sách giáo khoa thì các em có thể vào đây theo dõi nhá.
cảnh ngày xuân. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tào mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Tà tà bóng ngả về tây, chị em thơ thần gian tay ra về. Bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bể thanh thanh. Nào nào dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ củi gành bắc ngang. À, đấy chính là về văn bản cảnh ngày xuân, ngắn hơn văn bản chị em Thủy Kiều. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chị em mình chính là đi giải nghĩa những từ ngữ ở trong này, đúng không ạ? Nào, từ ngữ đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải đi giải nghĩa đó chính là ngày xuân, đúng không ạ? Cái phần 1 này, ngày xuân con én đưa thoi. À, vậy thì ngày xuân có chim én bay đi bay lại như thoi đưa. Câu thơ này vừa tả cảnh vừa ngụ ý ngày xuân qua nhanh quá. Đó, nó có bản ghi là gì ạ? Tiết vừa con én đưa thoi. Đó, cũng chỉ là, cũng ý chỉ là ngày xuân đấy. Đó, tiếp theo này, chúng ta có từ thiều quang. Thiều quang có nghĩa là gì? À, nó chính là cái ánh sáng đẹp, tức là nói ánh sáng của ngày xuân. Cả câu này muốn nói rằng là gì? 90 ngày xuân mà nay đã ngoài 60 ngày rồi, tức là đã qua tháng riêng, tháng 2 và đã bước sang tháng 3 rồi và chuẩn bị là hết xuân rồi đấy. Đúng không? Rồi, tiếp đến, từ ngữ thứ 3 là từ thanh minh. Thế thì cái tiết vào đầu tháng 3, mùa xuân khí trời mát mẻ trong trèo. Người ta đi tảo mộ, tức là đi viếng và đi sửa sang lại phần mộ của người thân vào ngày lễ thanh minh đấy. Đúng không? Rồi, từ đạp thanh có nghĩa là gì? Có lẽ rằng là các bạn sẽ rất ít khi nghe đến những cái từ ngữ này, đúng không? Bởi vì nó là từ ngữ cổ. Đó, nó là từ ngữ cổ. Thế thì nhìn vào đây, với cái từ đạp thanh, chúng ta sẽ giải nghĩa như thế này. Nó chính là dẫm lên cỏ xanh. À, trong tiết thanh minh, đi chơi xuân ở chốn đồng quê, dẫm lên cỏ xanh nên gọi là đạp thanh. Đó. Rồi có câu thơ là gì ạ? Gần xa nô nức yến anh. Yến anh chính là chim én, chim oanh. Về mùa xuân thường díu dít bay từng đàn. Đây là ví cảnh từng đoàn người nhộn nhịp đi chơi xuân đấy. Đó. Tiếp đến từ ngữ số 6. Chúng ta có câu thơ là gì ạ? Dập dìu tài tử giai nhân. Tài tử giai nhân chính là trai tài gái sắc. Đó. Từ ngữ số 7, áo quần như nêm, ngựa xe như nước, áo quần như nêm đấy. Thế thì áo quần như nêm đang muốn nói người đi lại đông đúc chật như nêm. Đó. Thoi vàng, vàng vó. Vàng vó là gì? Là thứ đồ hàng mã. Giả những thoi vàng hình khối chữ nhật dùng trong việc tang ma hoặc là lễ mộ. Rồi là cho tiền giấy bay. Tiền giấy là loại hàng mã gồm những tờ giấy có in đầy hình đồng tiền, gọi là tiền kẽm, rồi tiền đồng dùng trong cái việc cúng tế. Nếu mà các bạn có thể để ý là gia đình chúng ta rất hay sử dụng hàng mã để có thể ngày mùng 1 rồi là ngày 15 rằm đấy, thì chúng ta sẽ hóa vàng, đúng không? Đặc biệt là trong những ngày Tết chẳng hạn, hay là những ngày giỗ. Đó, thì người Việt chúng ta có một cái truyền thống đó chính là sử dụng đó, hàng mã với một cái tâm niệm là gì ạ? Là trần sao thì âm vậy. Người trần chúng ta gọi là có cái gì thì người âm chúng ta cũng sống như vậy. Thế cho nên là sao ạ? Ở thời ngày xưa và cả cho đến ngày nay, họ vẫn rất là hay dùng hàng mã đó, để gọi là kết nối âm dương đấy, đúng không? À, đây chính là cái cổ tục nhá, gọi là đều là cổ tục mê tín. Nói chung là theo quan niệm của mỗi người. Chị nghĩ rằng là theo quan niệm của mỗi người thôi. Bởi vì cái tục mà đốt vàng mã cho người âm ấy, thì người Việt ta đã gọi là đấy như là một cái truyền thống rồi,
đúng không? Và vẫn giữ gìn đến bây giờ, đến tận bây giờ họ vẫn như vậy. Đó, thế cho nên là cái nhìn về cổ tục mê tín chẳng hạn thì nó cũng tùy theo quan điểm của mỗi người, được chưa nào? À, ngọn tiểu khê chính là khe nước nhỏ, dịp cầu bắc ngang, dịp chính là nhịp đấy, ok chưa? Rồi, vậy thì đấy chính là về văn bản cảnh ngày xuân và những từ ngữ khó ở trong ngành cày xuân. Thế thì bây giờ chị và các bạn sẽ cùng nhau đi khám phá cái văn bản này nhá. Rồi, ok, chuyển sang phần khám phá văn bản nào. Thế thì ở đây chị sẽ chia văn bản cảnh ngày xuân này ra làm 3 phần chính. Đó, các bạn có thể nhìn thấy chị đã viết sẵn ra đây rồi. Chị đã viết sẵn ra đây rồi. Nếu mà các bạn chăm học thì chị sẽ gửi cho các bạn cái phần ghi chép này. Còn không chăm học thì chắc là thôi, đúng không? Chắc là thôi thôi. À, rồi, vậy thì đối với cảnh ngày xuân chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần nhá, 3 phần chính. À, cụ thể như thế nào, chi tiết ra sao thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong khóa học để nói. Và bây giờ thì chị chỉ nói gọi là để cho các bạn hình dung ra được nhá, để cho các bạn hình dung ra được văn bản. Ok chưa? Nào, thế thì đây này, đối với văn bản cảnh ngày xuân, đối với văn bản cảnh ngày xuân thì nó là một văn bản được trích trong truyện Kiều. Khi mà cái lúc mà chị em Thúy Kiều đi chơi đấy, đúng không? Chị em Thúy Kiều là đi chơi hội, đi chơi lễ Thanh Minh. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là Tảo Mụ, hội là Đạt Thanh. Thế thì chúng ta thấy được rằng là trang thơ của Nguyễn Du nó đang mở rộng trước mắt chúng ta nhá. Nó mở rộng trước mắt chúng ta. Sau cái bức chân dung giai nhân là bức họa về cảnh sắc mùa xuân trong tiết Thanh Minh, và cái cảnh du xuân của trai tài gái sắc của chị em Thúy Kiều. Và cái đoạn trích cảnh ngày xuân này nó chỉ gồm 18 câu thôi. Từ câu số 39 trong văn trong truyện Kiều cho đến câu số 56. Đó, nó tiêu biểu cho một cái bút pháp. Các bạn hãy nhớ này, đặc trưng của văn bản cảnh ngày xuân đó chính là bút pháp tả cảnh tả tình nhá, tả cảnh ngụ tình. Đó, tả cảnh tả tình. Thế thì một cái vẻ đẹp thanh xuân, một cái niềm vui xôn xao náo nức nó cứ dâng lên, cứ lan tỏa rồi lắng dịu mãi trong lòng chúng ta. Đầu tiên các bạn sẽ chia ra cho chị nào, nhìn vào văn bản nhá, là chúng ta sẽ chia ra được rồi. Đây, để chị cho các bạn xem. Nhìn vào văn bản này, 4 câu thơ đầu nhá, chúng ta sẽ chia ra văn bản thành 4 câu thơ đầu. Vậy thì 4 câu thơ đầu tiên nó đang làm cái nhiệm vụ gì đấy? À, nó mở ra một cái không gian nghệ thuật hữu sắc, hữu hương, hữu tình nên thơ. Giữa một cái bầu trời bao la mênh mông là những cánh én bay qua bay lại. Ngày xuân con én đưa thôi mà, đúng không? Thế thì cái cánh én mùa xuân này nó thân mật. À, cái từ đưa thoi nó gợi hình, nó gợi cảm. Cánh én như con thoi vút qua vút lại trao liệm. Cái thời gian thì đang trôi nhanh, mùa xuân cũng đang trôi nhanh như vậy. À, chúng ta vẫn thường hay nghe cái câu là gì ạ? Thời gian thấm thoát như thoi đưa, như ngựa chạy, như nước chảy qua cầu, đúng không? Thành ngữ tục ngữ Việt Nam chúng ta nói câu ý mà. Đó, thế thì chính cái câu này nó đã nhập vào hồn của Nguyễn Du, để Nguyễn Du có thể viết ra là gì ạ? Ngày xuân con én đưa thôi. Đó, nhá. Thế thì sau cái cảnh én đưa thôi ấy là ánh xuân, là thiều quang của mùa xuân. Khi mà 90 và đã ngoài 60 rồi. Đó, chúng ta vừa giải thích là gì? Có 90 ngày thì bây giờ đã đi đến cái ngày 60 rồi, có nghĩa là đi đến bao nhiêu ạ? 2/3 rồi, đúng không? Đó. À, chúng ta thấy là cái cách tính thời gian và miêu tả vẻ đẹp mùa xuân của các thi sĩ xưa nay rất là thú vị nhá. À, chúng ta có Nguyễn Trãi nói là gì? Xuân hướng lão, đúng không? Nào cảnh mưa bụi, tiếng chim kêu trong đường thi, rồi cánh bướm rối rít bay trong thơ của Trần Nhân Tông, rồi là xuân hồng ở trong thơ của Xuân Diệu, hay là gì? Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử. Nhưng mà đối với Nguyễn Du lại là mùa xuân đã bước sang tháng thứ 3, thiều quang 90 đã ngoài 60. Đó. Thế thì hai cái chữ thiều quang này nó gửi lên một cái màu hồng của ánh xuân, cái ấm áp của khí xuân, cái mênh mông bao la của đất trời.
Chúng ta, nếu mà các bạn hay để ý thơ của Hồ Chí Minh thì chị nhớ có một cái câu như thế này ở trong bài Nguyên Tiêu ấy: Xuân Giang Xuân Thủy Tiếp Xuân Thiên, của Bác Hồ đấy, Bác Hồ đã nói thế đấy. Đó nhá. Thì cái việc mà các bạn đi phân tích một văn bản, các bạn sẽ cần phải đọc thêm những văn bản khác cũng cùng đề tài này đó chị, để các bạn đặt nó trong mối quan hệ tương quan so sánh. À, xem là cái văn bản mình đang phân tích nó có điểm gì hay, nó có điểm gì nổi bật, mà với những tác giả khác cùng viết về cái đề tài này họ có cái cách thể hiện ra sao. Thì khi đó cái bài viết của các bạn nó sẽ rất chất lượng, bài viết của các bạn sẽ rất sâu sắc và rất hay đấy, ấn tượng lắm đấy nhá, nghe chị. Rồi, thế thì nói qua bốn cái câu thơ đầu như vậy, tác giả nói gì? Cỏ non xanh tận chân trời. Có thêm một cái sắc xanh mơn mởn vào đây này. Có thêm một cái sự ngọt ngào của cỏ non trải dài trải rộng như tấm thảm đến tận chân trời đây này. Đúng không? Rồi cành lê trắng điểm một vài bông hoa, là cái sắc trắng tinh khôi thanh khiết của hoa lê nở lác đác, chỉ mới hé lộ, khoe sắc khoe hương một vài thôi mà, chưa phải là cả một rừng hoa, mà chỉ là một vài bông thôi. Đó nhá. Đó, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. À, cái vần thơ cổ có một cái câu này: phương thảo liên thiên bích, lê chi sổ điểm hoa. Đó. Hai cái chữ trắng điểm nó giống như là cái nhãn tự. Các bạn có hiểu nhãn tự trong thơ không? Các bạn lên lớp 9 các bạn sẽ được làm quen với cái thuật ngữ được gọi là nhãn tự, có nghĩa là con mắt trong thơ ấy. Thì đấy chính là một cái điểm sáng trong bài thơ, trong văn bản thơ nhá. Học dần là các bạn sẽ được tiếp cận với rất nhiều cái thuật ngữ văn học hay, để các bạn có thể đào sâu vào, các bạn đi khám phá. Thế thì chị coi rằng là cái từ trắng điểm nó giống như là nhãn tự của bài. Nó giống như là một cái cách chấm phá điểm xuyết của thi pháp cổ ấy. Nó gợi lên một cái vẻ đẹp thanh xuân trinh trắng của thiên nhiên cổ. Đúng không? Đấy chính là cái bút pháp nghệ thuật phối sắc tài tình nhá. Trên cái nền xanh có cỏ non, là một vài bông hoa lê trắng điểm. Giao diện và điểm, đúng không ạ? Giữa nền xanh và sắc trắng của cảnh vật mùa xuân, đó là những cánh én đưa thoi, là màu hồng của ánh thiều quang, là khát vọng của mùa xuân ngây ngất say đắm lòng người. Nếu mà các bạn có thể là các bạn sẽ biết trong cái bản nhạc của Mozart ấy, cái bài mà Khát Vọng Mùa Xuân, tác giả có nói như thế này: nhìn hoa đang hé tưng bừng, khao khát mùa xuân yên vui lại đến. Đó. Thế thì cái cảnh mùa xuân là một cái bức tranh rất là hoa lệ, là một cái gọi là một cái đề tài để rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ người ta hướng đến. Đối với Nguyễn Du cũng vậy. Nguyễn Du đã gọi là bằng cái ngòi bút của mình, đúng không? Đã điểm tô cho cái cuộc sống này một cái bức tranh rất là đẹp, rất là đẹp. Đó. Và sau này á, chị nghĩ rằng là Chế Lan Viên cũng đã học tập Nguyễn Du để viết nên những cái vần thơ xuân cũng rất là hay như thế này. Tháng riêng hai xanh mướt cỏ đời, tháng riêng hai vút trời bay cánh én. Đó, trong bài Ý Nghĩa Mùa Xuân. Đó, thì đấy chính là bốn câu thơ đầu tiên các bạn sẽ tập trung vào cái cảnh mùa xuân nha chị nhá, tập trung vào cảnh mùa xuân. Tiếp này, chị lại chia phần thứ hai, đó chính là cái bức tranh lễ hội, được không? Bức tranh lễ hội trong trong cảnh ngày xuân. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tàu mụ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rác cho tiền giấy bay. À, vậy thì đây, những câu thơ này nó đang nói về cái gì các bạn biết không? Nó tả cái cảnh lễ hội,
Đó, rõ ràng là chúng ta thấy là tác giả nói là gì? Lễ là tàu mộ, hội là đạp thanh. Trong cái tiết tháng 3 ấy, dân gian ta vẫn thường nói là gì? Tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè, đúng không? Đó, tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Thế thì cái cảnh chảy hội đông vui tưng bừng náo nhiệt, có biết bao là yến anh chảy hội trong niềm vui nô nức, hồ hởi rục rã. Có biết bao nhiêu là tài tử giai nhân dập dìu vai sánh vai, chân nối chân nhịp bước mà đi. Đó, thế thì toàn cảnh cái bức tranh này nó là một cái dòng người chảy hội tấp nập, ngựa xe cuồn cuộn như nước, áo quần thì đẹp đẽ tươi thắm sắc màu, nghìn nghịt đông vui trên các cái nẻo đường. Đó. Đó, chúng ta để ý vào những cái từ là gì ạ? Nô nức này, đó, dập dìu này, đúng không? Các cái hình ảnh ẩn dụ so sánh ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nó đã gợi tả một cái lễ hội mùa xuân tưng bừng náo nhiệt đang diễn ra khắp mọi miền quê hương đất nước. À, trẻ trung và xinh đẹp, sang trọng và phong lưu thì Nguyễn Du đã viết là gì? Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Thế thì trong đám tài tử giai nhân gần xa ấy có ba chị em Kiều, đúng không? Là ai? Là Thúy Kiều, là Thúy Vân, là Vương Quan, đúng không ạ? Ba chị em Thúy Kiều ở trong đấy. Đó, nha, nhớ nhá. Có biết bao nhiêu là con người đang nô nức để chảy hội. Đó, câu thơ chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Đầu tiên chúng ta đọc là chúng ta là nghĩ là gì ạ? À, nó chỉ là một cái câu thông báo bình thường thôi. Nhưng mà nhìn vào sâu xa hơn, nó ẩn chứa rất là nhiều cái nỗi niềm đấy. Chờ trông mong đợi ngày lễ tảo mộ, ngày hội đạp thanh, đến để du xuân trong những bộ quần áo đẹp đã chuẩn bị, đã sắm sửa. Có biết bao nhiêu là bóng hồng xuất hiện trong đám tài tử giai nhân ấy. Ai đã từng đi hội chùa Hương, hội Lim, hội Yên Tử ở đây rồi ạ? Nào, các bạn đã từng đi những cái lễ hội này chưa? Các em đã từng đi chưa? Trả lời chị nào. Các bạn đã từng đi những cái lễ hội truyền thống chưa? Đã từng đi những cái lễ hội truyền thống chưa? Nếu mà các bạn đã đi rồi, các bạn sẽ thấy được là một cái không khí vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều đôi trai xinh gái đẹp, họ gặp nhau trong những buổi lễ hội đó. Họ kết duyên với nhau cũng từ những cái lễ hội đó. Ở đây nếu mà các bạn là những bạn mà ở vùng quê Bắc Ninh ấy, chị là một người, chị là người con của Bắc Ninh, thế cho nên là đây là một vùng đất mà gọi là Bắc Ninh Kinh Bắc, là một cái vùng đất rất nhiều những cái lễ hội truyền thống. Đó, nơi của những hội hè, nơi của những mái chùa, mái đình. Thế cho nên là chị rất hiểu. Đó, chị được sống và chị được sống gọi là đắm mình trong những cái lễ hội như vậy. Và chị biết rằng là cái không khí ở trong lễ hội ấy nó náo nhiệt lắm, đúng không? Ở trong một cái buổi lễ hội nó sẽ có phần lễ và phần hội, đúng không? Lễ thì chúng ta sẽ thực hiện những cái nghi thức, còn hội là để chúng ta có thể giao lưu với nhau, để chúng ta có thể gặp gỡ, chúng ta có thể làm quen với nhau. Và đặc biệt là nếu mà các bạn ở Bắc Ninh thì các bạn còn thấy được rằng là chúng ta sẽ có một cái truyền thống, đó chính là hát quan họ, đúng không ạ? Hát quan họ cũng sẽ là một cái hình thức để chúng ta có thể giao duyên, kết chạ với nhau, liền anh liền chị gặp gỡ nhau, quen nhau. Đó, nhá, họ trao nhau cái sự tình tứ của người dân quan họ. Thế thì đây, quay trở lại, chúng ta cũng thấy được là khi mà đi chơi hội thì có rất nhiều đôi trai gái, đúng không? Rất nhiều đôi trai gái họ cũng ở đây. Đó, chúng ta cảm thấy được những cái đẹp, những cái vui, những cái tưng bừng, những cái tươi trẻ trong hội đạp thanh mà Nguyễn Du đã nói đến. Và chúng ta biết được rằng là gì? Các bạn rất hay nghe một cái câu là gì ạ? À, thơ là nghệ thuật của ngôn từ. Thế thì ở trong này đúng như vậy. Thơ đúng là nghệ thuật của ngôn từ đấy. Tác giả đã sử dụng rất nhiều những cái từ ghép, đó, từ Hán Việt, để có thể làm sống lại cái không khí lễ hội mùa xuân, một cái nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân Việt Nam.
Đó, nó là một cái nếp sống phong lưu của hai chị em Thủy Kiều. Đó, nhá. Thì nói một chút. Cái tay chị đó bị toát mồ hôi. Cái tay chị đó bị toát mồ hôi đấy. Cái đời sống tâm linh, phong tục dân gian cổ truyền trong lễ tảo mộ đã được Nguyễn Du nói đến với nhiều cái sự cảm thông và san sẻ. Cõi âm và cõi dương, như chị đã nói, người đang sống và kẻ khuất, hiện tại và quá khứ, nó đồng hiện lên trên những gò đống ngổn ngang trong lễ tảo mộ. À, thế thì cái tâm thánh thiện, cái niềm tin phác thực dân gian, đầy ắp cái nghĩa tình ấy, cái tài tử, cái tài giai nhân và ba chị em Kiều không chỉ nguyện cầu cho những vong linh mà còn gửi gắm bao cái niềm tin, bao cái ước mơ về tương lai hạnh phúc cho tuổi xuân mỗi khi mà mùa xuân về. Có thể là sau 200 năm, ý nghĩ của mỗi người chúng ta sẽ ít nhiều có sự thay đổi, đúng không ạ? Bởi vì đây là một văn bản văn học trung đại mà. Nó đã ra đời cách đây hơn 200 năm rồi. Nhưng mà chúng ta là người của hậu thế, đúng không ạ? Có thể khi mà các bạn tiếp cận với văn bản này, các bạn sẽ có một vài những cái ít nhiều cái sự thay đổi, cái ý nghĩ khác, đúng không? Trước cái cảnh là gì ạ? Thoi vàng vó rách, rồi cho tiền giấy bay. Nhưng mà cái giá trị nhân bản của những vần thơ Nguyễn Du vẫn còn đó, đúng không? Vẫn còn đó. Đấy. Rồi, tiếp nhá. Sau khi mà tác giả đã nói xong về cái cảnh lễ hội là bao nhiêu câu ạ? 8 câu thơ. Thì tác giả xuống đến 6 câu thơ cuối đoạn. Nó là những cái câu thơ mà ghi lại cảnh chị em Thủy Kiều đi tảo mộ, đang bước dần về nhà. Khi mà mặt trời đã tà tà gác núi. Ngày hội ngày vui đã trôi qua rất là nhanh đúng không? Tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn gian tay xa về, bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh, nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang. À, rồi, vậy thì câu đầu tiên này, tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn gian tay xa về, hội tan sao chẳng buồn, ngày tàn sao mà chẳng buồn. Nhịp thơ lúc này nó chậm rãi, nhịp sống như ngừng chảy. Tâm tình thì thơ thẩn, cử chỉ thì gian tay, nhịp chân thì bước dần. À, các bạn nhìn thấy cái tín hiệu ngôn ngữ không? Nhìn thấy tín hiệu ngôn ngữ đúng không? Đó. Thế thì ở đây có một cái nhìn man mác, một cái nhìn bâng khuâng. Lần xem, đối với mọi cảnh vật, tất cả đều nhỏ bé. Khe suối thì cũng chỉ là ngọn tiểu khe, phong cảnh thì thanh thanh, dòng nước thì lại nao nao uốn quanh, dịp cầu thì chỉ nho nhỏ bắc ngang ở cuối gành. Cả một cái không gian êm đềm vắng lặng. Tâm tình của chị em Kiều như là dịu lại trong bóng tà dương, như đang đợi chờ một cái gì đó sẽ đến, sẽ nhìn thấy. Và cái cặp mắt thì làm sao ạ? À, cứ lần xem gần xa thôi. Bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Đó. Nó cảm giác như là một cái sự nhạt nhòa của cảnh vật và sự rung động của tâm hồn giai nhân khi mà hội tan. Cái nỗi niềm mang mác bâng khuâng thấm sâu, nó lan tỏa trong tâm hồn của giai nhân đa tình đa cảm. Cảnh vật và thời gian được miêu tả bằng bút pháp ước lệ, đúng không ạ? Một cái bút pháp ước lệ nhưng mà cũng rất là sống động, gần gũi, thân quen, không còn xa lạ nữa. Vì ngọn tiểu khê ấy, dịp cầu nho nhỏ ấy, là màu sắc đồng quê, là cảnh quê hương đất nước mình. Ở đây chính là có một chút gì đó gọi là tính dân tộc nhá, tính dân tộc trong thơ của Nguyễn Du đó. Khi mà các bạn có đọc những cái bài thơ của Xuân Diệu thì các bạn sẽ biết rằng là ông đã viết là gì? Hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi. Hay là trong Thương Nhớ 12, Vũ Bằng không nén nổi cái cảm xúc của mình mà phải thốt lên là gì ạ? Mùa xuân của tôi, cái mùa xuân thần thánh của tôi, đẹp quá đi mùa xuân ơi, mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến. Và chúng ta muốn nói thêm là gì ạ? Đẹp quá đi mùa xuân của đất nước thân yêu,
Vui quá đi, trẻ đẹp quá đi, cái cảnh mùa xuân, cảnh chày hội xuân trong truyện Kiều. Đúng không? Đấy, đây chính là những cái phần thơ. Đây chính là những cái phần thơ trong trong truyện Kiều của Nguyễn Du, trong cảnh ngày xuân của Nguyễn Du. Đó nhá. Thì đấy là cách mà chị sẽ gọi là hình dung trước cho các bạn, đưa ra cho các bạn một cái hình dung trước về văn bản này, về văn bản cảnh ngày xuân này. Không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về văn bản này? Có hiểu bài không? Nào, comment xuống tương tác với chị nào. Sau khi mà chị đã giảng như vậy rồi, giảng qua cho các bạn, sơ lược cho các bạn như vậy rồi, thì các bạn có gọi là cảm thấy hiểu không ạ? Comment xuống nhá. Chị đọc comment, được không? Chị sẽ đọc comment của các em. Nào, bắt đầu comment xuống tương tác với chị xem nào, xem là có hiểu bài không nào. Hiểu à? Tốt. Thế thì bây giờ sau khi mà chị đã nói như vậy rồi thì các bạn có hình dung ra được văn bản này là có bao nhiêu phần không? Nào, thử comment là xem là còn nhớ là văn bản này chị vừa chia ra thành bao nhiêu phần không? Nào, để xem là cái trí nhớ này khi mà vừa mới nghe qua xong thì là như thế nào nào. Em nhớ là chị đã nói thành bao nhiêu phần ạ? rất là tốt, các bạn hiểu bài là rất là tốt. Chị cũng chỉ hy vọng là như vậy thôi. Đúng rồi, tốt, ra hơn 3 phần. Bạn Jose Annie đúng không? Park 3 phần, Lê Phương Anh 3 phần, Nhi Ngọc 3 phần. Rồi, đúng, 3 phần. Chị hỏi lại như thế để các bạn nhớ lại kiến thức đấy. Chị đang hỏi như vậy để các bạn nhớ lại kiến thức đấy. Vậy thì cái nội dung của phần đầu tiên là gì? Nào, phần đầu tiên, phần đầu tiên chị vừa nói là gì ạ? Còn nhớ nội dung của phần đầu tiên không? Nào, xem nào. Nhi Ngọc. Cái Nhi Ngọc chia luôn đúng không? 4 câu đầu, 8 câu tiếp, 6 câu cuối. Tốt. Thế thì nội dung nó là gì? Chúng ta đang ôn lại đấy. Chị em mình vừa nhắc nhớ với nhau đấy. Đang nhắc nhớ với nhau đấy. Tốt, khung cảnh ngày xuân. Rồi, miêu tả cảnh ngày xuân. Bức tranh thiên nhiên, đúng rồi. Đó chính là bức tranh thiên nhiên ngày xuân. Tiếp này, 8 câu thơ tiếp thì chị nói nội dung là gì nào? 8 câu thơ tiếp. Ngày xuân rồi, bây giờ đã giới thiệu về ngày xuân rồi thì 8 câu tiếp tác giả Nguyễn Du đã trình bày cho chúng ta về gì? Về nội dung gì? Nào. Ok, giỏi, rất là tốt đấy, các bạn rất là để ý bài đấy. 8 câu tiếp là sao? 8 câu tiếp thì tác giả đã nói gì nhỉ? Đúng rồi, cảnh lễ hội, khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh Minh, nhớ thế nhá. Chị đang chia luôn bố cục và các bạn cũng đã nhớ luôn bố cục rồi. Sau này khi mà lên lớp á, lên trên lớp học nhá, cứ như thế mà giơ tay phát biểu với chị. Cô ơi, em đã được biết rồi. Qua cái quá trình tìm hiểu ở nhà em đã biết được rằng là văn bản này chia ra thành 3 phần. Đúng không? 4 câu đầu, 8 câu tiếp và 6 câu cuối nó là như thế nào rồi? À vậy thì 6 câu cuối. 6 câu cuối là gì? 6 câu cuối là gì nào? Nói nốt nội dung của 6 câu cuối nào. Sáu câu cuối là gì? À, dường như là lúc nãy thì cảnh Thúy Kiều, cảnh chị em Thúy Kiều ra về, cảnh chị em Thúy Kiều đi du xuân trở về, đúng rồi. Đấy chính là bức tranh chiều tà khi mà chị em Thúy Kiều du xuân trở về các em nhá. Đó, phải đầy đủ bức tranh chiều tà khi chị em Thúy Kiều du xuân ra về. Ok chưa? Nắm được rồi đúng không? Đấy chính là 3 phần của văn bản cảnh ngày xuân. Vậy thì cụ thể những hình ảnh ở trong 3 phần này như thế nào? Thì các bạn sẽ cần phải gọi là học chi tiết, học cụ thể. Trong cái khóa học này thì chị không thể nào mà dành thời gian để có thể dạy các bạn chi tiết từng cái một, mà các bạn sẽ vào trong khóa học của chị nhá. Các bạn sẽ vào trong khóa học văn VIP, thì các bạn sẽ được học chi tiết là đối với hình ảnh này các bạn sẽ phải phân tích như thế nào nhá. Về thông tin khóa học văn VIP thì hiện tại khóa học đang được ưu đãi từ 2.399.000 xuống 2.199.000. Và trong đó các bạn sẽ nhận được gì? Đây, chị sẽ cho các bạn biết này. Ở trong khóa học các bạn sẽ được nhận rất nhiều tài liệu nha.
và hai tài liệu bản cứng thì các em sẽ được nhận, đó chính là hai cái tài liệu này. Đây chính là hai tài liệu bản cứng mà các em sẽ được nhận. Một, đó chính là bộ tài liệu 18 văn bản trọng tâm trong chương trình ôn thi vào 10 nhá. 18 văn bản trọng tâm trong chương trình ôn thi vào 10. Thế thì đây, từng văn bản một đều có, và ở trong này có kiến thức rất là hay để các bạn có thể tìm thấy. Hôm qua là chị đã nói cho các bạn về văn bản truyện Kiều rồi đúng không? Đây, chị sẽ dở ra cho các bạn nhìn qua nhá. Nào, các bạn có thể nhìn này. Đây, ví dụ như thế này chẳng hạn. À, với chị em Thủy Kiều, hay là đây, chúng ta đối với Kiều ở Lầu Ngưng Bích chẳng hạn, thì các bạn biết ngay được là đây là những cái phần chị bôi đậm. Những cái phần chị bôi đậm chính là những cái phần mà các em phải tập trung. Cái này thì chị không bán riêng. Cái này chỉ có những bạn nào đăng ký khóa học thì mới được sở hữu cái bộ tài liệu chất lượng này thôi nhá. Thì nhìn vào đây này, những cái từ ngữ, những cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh mà gọi là đắt giá mà các bạn cần phải đi phân tích thì chị đều đã bôi đen cho các bạn rồi, chú thích cho các bạn rồi. Để các bạn có thể làm sao? Để các bạn có thể hình dung ra được là đối với câu thơ này mình cần phải tập trung vào đâu nhá, chứ không phải là các bạn cứ đi dàn trải. Hiện tại bây giờ các bạn ở trong cái khóa tiếp cận này mới được tặng cái bộ này nhá. Còn khi mà các bạn đã đăng ký trước rồi thì các bạn chưa được tặng á cái bộ này đâu. Chỉ những bạn học sinh hiện tại đang học cái khóa học tiếp cận của chị, các bạn mới được tặng cái bộ tài liệu này các bạn nhá. Nhớ đấy, có nghĩa là sao? Những bạn học sinh mà đang ở trong khóa học tiếp cận này, các bạn sẽ được ưu đãi hơn với các bạn khác. Đó chính là các em còn được tặng thêm bộ tài liệu 18 tác phẩm. Đó, được tặng thêm bộ tài liệu 18 tác phẩm. Còn các bạn trước đây khi mà các bạn đăng ký thì các bạn cũng chỉ được nhận cái cuốn vở luyện viết này thôi. Còn cái đặc quyền của các bạn học sinh ở trong này, đăng ký bắt đầu từ hôm nay, là các em sẽ được tặng thêm cái bộ tài liệu này. Rất là dày đúng không? Rất là dày. Và kiến thức thì cũng là những cái kiến thức rất là chi tiết để các em có thể ôn thi vào 10. Đó, ngoài ra các em sẽ được tặng thêm vở luyện viết để các bạn có thể luyện viết cả năm học. Đó, hành trình chinh phục ốc đảo văn chương của 2K9 nhá. Rồi, nếu mà bạn nào muốn thắc mắc về cái khóa học văn VIP 2K9 này thì các em có thể nhắn tin về chị hoặc là nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789 để các anh chị admin có thể tư vấn cho các em nha. Ok không? Đồng ý không? Còn với những đầu sách của học văn chị Hiên, các bạn muốn mua những cái đầu sách sớm để ôn thi ấy, các em cũng có thể nhắn về bếp để anh chị cho các em cái bản đọc thử xem là các bạn có muốn là đọc những cái cuốn sách ấy không. Hiện tại thì nếu mà các bạn bắt đầu học thì chị nghĩ rằng là các bạn nên dùng cái bộ sổ tay văn học. Nên dùng cái bộ sổ tay văn học thì nó sẽ rất là phù hợp ở thời điểm hiện tại khi mà các bạn bắt đầu tiếp cận. Đó, khi mà các bạn bắt đầu là tiếp cận những cái kiến thức mới trong chương trình của văn lớp 9. Thì đấy chính là lời khuyên của chị dành cho các em. Không biết là các em còn cái câu hỏi gì dành cho chị không? Ngày hôm nay hơi ít đúng không? Ngày hôm nay hơi ít thì không biết là có nên tặng cái phần ghi chép này cho các bạn không ta? Có nên tặng cái phần ghi chép này không ta? Phân vân quá nhỉ? Có đứa nào muốn nhận không? Bạn nào muốn nhận không? May thế cuối tháng em mới đăng ký. Ôi còn may thế à? À nhưng mà nha, học phí thì chỉ ưu đãi đến hết ngày hôm nay và ngày mai thôi. Cuối tháng mà đăng ký là không còn mức ưu đãi học phí này đâu. Có muốn nhận, em thấy phần cuối cảnh ngày xuân hai chị em về, cảnh vật buông xuống lòng người cũng dáng lại, buồn thêm. Đúng rồi, đấy là một cái nỗi buồn man mác mà, đúng không? Nao nao đấy, mang mác đấy. Có ạ. Lúc nào cũng chỉ muốn nhận tài liệu thôi nhở. Chị mà cứ cho tài liệu là sướng lắm đấy. Đúng không? Chị mà cho tài liệu là sướng lắm đấy. Lúc nào cũng thích chị cho tài liệu. Em có voucher. Ơ, thế thì được nhá. Có chị ạ. Có hơi ít nhỉ. Có hơi ít. Rồi, chị cũng rất là sẵn sàng chia sẻ thôi. Chị rất sẵn sàng chia sẻ những cái tài liệu cho các em. Mong sao là các bạn sẽ tập trung, các bạn ôn luyện. Các bạn lấy tài liệu là các bạn phải đọc, đừng có lấy tài liệu xong rồi để đấy nhá. Rồi, vậy thì chị sẽ chụp cái tài liệu này cho các em nhá, và chị sẽ đăng lên nhóm. Ngày hôm nay thì chắc là
các em cứ nhắn về bếp. Chúng ta cũng sẽ có cái phần tài liệu tiếp cận đấy, các em cứ nhắn về bếp là xin tài liệu buổi 3, là các anh chị ở trên bếp sẽ gửi cho các em nhé. Cái tài liệu buổi 3 của ngày hôm nay thì các em cứ nhắn về bếp là em xin anh chị tài liệu buổi 3, thì là các anh chị sẽ gửi cho các em, ok không? Đó. Còn cái tài liệu về cảnh ngày xuân này, tài liệu ghi chép này thì chị sẽ đăng công khai lên đây để cho tất cả các bạn học sinh đều có thể nhận được và các em đều có thể xem nhá. Đó. Ngày hôm nay thì cảm thấy buổi học như thế nào? Ồ, học phí đang là hay. Thế thì em nhắn cho chị đi. Chị bảo cái bạn bạn nick face là he he ấy, thì em nhắn tin cho chị đi, thì chị sẽ giảm học phí cho em nhá. Trong phong vẫn là 2.399.000 đấy. Những bạn nào muốn đăng ký khóa học với học phí ưu đãi thì nhắn tin cho chị nhá. Học phí ưu đãi và được nhận hai cái cuốn tài liệu này thì các em hãy nhắn tin cho chị. Có luyện đề ạ, có luyện đề. Chị sẽ gửi cho các em lộ trình. Tài liệu buổi 2 thì các em nhắn về bếp. Đúng rồi. Những bạn nào muốn đăng ký khóa học với mức học phí ưu đãi như thế này và được tặng thêm hai cái quyển này thì các em nhắn tin cho chị nhá, để cho dễ. Đó. Rồi, buổi học ngày hôm nay thì các em cảm thấy như thế nào? Hiểu bài chứ, đúng không? Chị vừa ôn lại cho các bạn xong, chị vừa ôn lại cho các bạn về bố cục này, đúng không? Về nội dung của từng phần này. Thế là đã nhớ rồi nhá. Sau này khi mà lên trên lớp các bạn học á, thì các bạn cứ như thế mà các bạn triển khai ra cho chị. Đó, được chưa? Rất là tốt, rất là tốt. Các bạn rất là chú ý đấy. Ok, vậy thì rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay các em đã vào đây và đồng hành cùng với chị đến tận thời điểm hiện tại. Và mong rằng là ngày mai chị em chúng mình sẽ là cái buổi cuối cùng rồi. Trời ơi, nhanh lắm ý. Rất là nhanh, vì ngày mai chị em mình đã gặp nhau ở trong buổi cuối cùng rồi. Đó, ôi nhanh nhở. Chị không muốn rời xa các bạn một chút nào ấy. Chị vẫn muốn là hai những chị em mình sẽ cùng nhau để có thể tiếp tục. Nhưng mà thời gian thì lại không cho phép rồi. Thế cho nên là những bạn nào muốn đồng hành tiếp cùng với học văn chị Hiên thì các em có thể đăng ký khóa học văn 9 nhá. Rồi, bây giờ thì chị sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp của mình tại đây và chị sẽ quay ra để đăng tài liệu lên cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học cuối cùng, buổi học ngày mai nhá. Nhớ ngày mai hãy chuẩn bị một cái tinh thần cháy rực để chị em mình kết thúc cái khóa học này nhá. Cảm ơn các em, bye bye.